Chị uống nước không? Ủa, cái gì quên rồi, anh uống nước. Tôi nể đó, tại dễ thương nên tôi tha thứ cho đó. Mặt áo khoác như vậy chưa? Nghe không? Ừ, gái con đứa mà mặc liền không được đâu. Rồi đi đi. Em ơi, anh nói hoài à, em nằm gì kỳ cục ví. Mệt quá. Đi vô phòng ngủ nè, hiền lắm vậy kìa. Đi ông nội anh bé anh đi. Trời ơi, cái ông qua làm sao thì làm gì bé không? Mệt. Ê hiền đi đánh răng của bạn đi, chị đi vô ngủ rồi coi chuẩn bị đi làm đi nha. Đi qua bên toilet cho chỗ phòng chỗ này nè. Này, ngồi đó đi, đi vô phòng cái. Đi toilet này. À, mệt chưa? Đi vô à. Ai từ từ đi ông nội. Tắm tay anh nè. Đau quá. Nhưng anh nói em rồi mà sao em cứ lại đi ngoài vậy? Dạ. Vô thay đồ đi em. Dạ. Để đi. Vô thay đồ lại nha. Thì thay lẹ đi rồi ra phụ anh dọn ba cái này nha. Chị Vi mệt quá, cho chị Vi ngủ đi. Ờ, để đi. Thì dọn ra phụ dọn với anh. Trời ơi, con bé này. Đi đi. Lẹ đi không? Đâu rồi. Thế nào mà bận đẹp quá vậy? Thế nào mà bận đẹp quá vậy? Vậy anh Thuân dọn giùm em đi trước nha. Dọn với chị, dọn với anh. Đấy, dọn nha. Lẹ. Anh Thuân dọn giùm em đi trước. Dọn với anh rồi xong rồi anh đưa cho đi làm. Cái này dọn đi, định ấy đồ đạc rồi coi. Dọn đi. Nè, cầm mấy cái khăn giấy này á, dục giùm anh. Trời ơi, cái con bé này một hồi anh đưa cho đi làm. Em đi rắc được rồi. Lẹ lên, anh nói em không nghe phải không? Phụ dọn anh một chút không có cái gì đâu. Lẹ đi, chị Vi dậy rồi thấy nhà cửa vừa bộn gì vậy? Cái gì vậy? Dọn. Cầm nè. Em dọn ơi. Rồi anh đưa cho đi làm nha. Thôi em tự đi rác cũng được.
Sao vậy? Hả? Dạ, ngồi xuống đây nè, ngồi xuống đây nói chuyện cứ coi. Em đi tới giờ em đi làm rồi. Trời ơi, ngồi xuống đây với anh. Tối ngủ ngon không? Cũng được. Được là sao? Dạ, cũng ngon. Dạ, cũng ngon. Rồi ngủ có nhớ anh không? Dạ. Ý hỏi là sao đi làm mà bận đồ hở vậy? Dạ, công ty em mặc đồ tự do. Gì hả? Cũng đâu hở. Rồi ôi, tóc tai nè. Sao bận áo khoác vô nha không? Trời ơi, cái gì đâu mà da con gái con đứa. Em đi làm rồi. Ngồi xuống đây. Cái gì đó, anh chưa có nói xong để đâu mà hồi anh đưa anh cho đi làm. Nghe không? Không có trễ gì hết. Anh biết giờ làm của em như thế nào ha. Anh cũng từng làm như ở đó giao giống em vậy đó. Làm chỗ em. Ừ, cũng từng làm cái công việc giống em vậy đó. Mà hồi anh đưa cho đi làm nha không? Dạ. Ok không? Dạ thôi em đi rất được. Sao mà em cứ từ chối anh hoài hiền? Hả? Sao kỳ vậy? Dạ. Sao kỳ vậy? Nè tóc ta. Em có nghỉ chưa? Dạ. Cái gì vậy? Dạ chưa. Ngồi xích lại đây coi. Sao em cãi anh hoài vậy? Dạ. Anh ghét chị My đó nha. Xích lại đây, có áo khoác bận không? Dạ có, em để dưới. Hôm qua anh về chung chị My để dưới. Cái gì mà anh có làm cái gì em đâu hiện. Em làm như em, anh tưởng là em ăn thịt, anh ăn thịt em không á. Trời ơi, anh nói đưa cho đi làm mà em làm cái gì đâu hả? Hả? Bận gà đồ con gái con đứa mà không có bận đồ áo dây áo hở gì hết không? Dạ. Nghe chưa? Dạ. Bận như vậy là không có được. Dạ. Vậy em đi chút mà. Anh nói là anh sẽ đưa em đi làm, là anh sẽ đưa em đi làm, anh sẽ đưa em tới chỗ anh đứng, anh đợi em vô thì anh mới đi. Anh hiểu, em hiểu không? Em đi rác được, bữa giờ em cũng đi rác. Nhưng mà nghe anh dặn nè. Con gái con đứa thì mặc đồ kính vô nha không? Đừng có mặc cái đồ mà hở hở hang hang gì nè. Áo dây không nè. Cái gì vậy trời? Dạ không. Anh nói có nghe không? Dạ nghe. Anh có muốn giống chị Vi không? Muốn vậy. Thì muốn giống chị Vi đó. Là sao? Muốn giống chị Vi hồi tối đó thì sao nữa. Dạ. Hả? Em đi làm nha. Ngồi xuống đây cho anh. Em tới giờ em đi làm trễ rồi. Em hư quá Hiền ơi. Dạ. Em tới giờ em đi làm rồi đó. Sao mà thì anh buồn á. Nó cái cảm giác như là em xa lánh anh á. Mặc dù em là em họ của Vi mà chứ phải người xa lạ gì đâu. Em đứng lại đây coi. Em đứng lại đây. Đứng lại xin lên đầu chứ. Cái gì đâu mà em sợ anh dữ vậy Hiền. Hả? Dạ thôi, em đi làm chứ để trễ giờ. Hiền ơi. Dạ. Anh hỏi một câu thôi. Dạ. Không? Em có người yêu chưa? Dạ có. Hồi nãy mới nói chưa hay gì mà? Mới có. Mới có hồi nào? Hả? Có với người. Em lại đây, em lại đây, đây, đây. Đây. Bước lại. Anh hỏi em nè. Em có muốn giống chị My hồi tối không? Dạ. Em ngồi xuống đây coi em làm cái gì vậy Hiền? Chị My ơi, em kìa chị My á. Chị My ngủ. Trời ơi, chị My á. Ngồi xuống đây. Anh có ăn thịt ăn cá gì em đâu. Hả? Bây giờ đi làm nha, anh chở em đi làm nha. Em đi làm, em tự đi. Anh chở cho nha. Em tự đi. Đi nè. Em tự đi. Tự đi đúng không? Vậy thôi, chắc em đi trước. Ừ, đi đi nha không? Dạ. Mà nghe anh dặn nè. Mặc áo khoác đi chưa? Dạ. Nha không? Ừ, ngái con đứa mà mặc liền không được đâu. Rồi, đi đi. À! Cái gì vậy? Làm gì vậy?
anh chỉ mới đụng nhẹ thôi mà, em làm gì vậy Hiền? Thôi anh xin lỗi, anh lỡ. Đi làm cẩn thận nghe không? Dạ. Nhớ mở phát nha, con gái con nước không đó. Có cần anh mở cửa cho không? Dạ. Em mở cửa cho. Dạ. Đi lẹ đi nha. Dạ, dạ, dạ. Ngoan nha. Dạ, dạ. Ôi, cái con bé này. Được không? Có cần anh đưa đi không? Đi cẩn thận nghe chưa? Dạ, dạ. Mày ơi! Mày! Dạ? Nó đi rồi! Đi ghê quá à! Một trong mày nghe mà thích ghê quá à! Đấy nè! Cái đấy nè! Ủa? Chị đi lộn phòng bên kia! Sao chị vô được nhà em vậy? Hôm nay anh không khóa cửa hả? Anh Phương mới qua hả? Ủa sao tự nhiên giờ anh Phương mặc váy vậy? Anh Phương gì? Em... Sao chị vô được nhà vậy? Hồi nãy em không khóa cửa mà, chị đi đụng phòng rồi kìa. Em có thẻ mà anh. Hồi đâu chị có thẻ vậy? Chị Vi đưa cho em để thường hai chị em lúc đi không có đúng giờ với nhau em có thẻ. Ủa tự nhiên giờ anh Phương mặc váy nhìn... Chị là ai vậy? Chị là bạn với hả? Ủa anh Phương sao vậy? Anh Phương gì? Anh giỡn với em đúng không? Ủa em... Anh Phương gì em là bạn với em mà chị? Anh Phương lá xích đó. Ủa? Anh Phương lá xích nè. Ờ à. Anh giỡn với em đúng không? Anh tính bày trò gì phải không? Chị Vi ơi! Ủa chị Vi về chưa? Anh Phương còn lá xích. Chị nói gì? Chị Vi về chưa? Ủa anh sao vậy? Chị ơi em là bạn Vi mà sao chị kêu em là anh hoài á? Mày không có giỡn nha, có gì nói nha, em không có giỡn đâu á. Là giờ anh... Là anh mặc váy tự nhiên em không biết kêu sao luôn. Em là bạn Vi mà. Chị mày gì vậy? Chị... Nhưng mà chị là cái gì của Vi vậy? Thế là anh tên gì? Em tên Phương. Ừ thì anh Phương lát xít. Ủa trời, anh giỡn em hoài, em mệt chưa, em mới đi làm về em ra ngoài. Nhưng mà sao nữa? Thôi nha, không có chị giỡn. Chị đâu có gì, vậy? Ủa nhưng mà chị là ai hả? Rồi anh sao á, trời ơi, bộ sao? Nhưng mà chị là ai, sao chị vô được nhà đây nhớ? Em Hiền này trời, anh sao vậy? Hiền nào anh gì? Em nè, em Phương mà. Thì Phương, Phương lát xít. Em biết rồi. Trời ơi, trời chắc tôi chết quá trời ơi, chắc tôi bụng tôi chết quá. Em là bạn Vi mà chị nói gì anh là sao? Trời ơi, trời. Anh đợi em xíu nha, một hồi chắc em bụng em điên luôn đây nè. Cái gì trời? Thôi anh đợi em xíu em gọi chị Vi thôi, trời ơi em không biết gì luôn á, em mệt quá. Em mệt mỏi với cái nhà này quá trời. Phương và lát xin. Alo. Ta. Chị Vi về chưa? Anh Phương anh quán nói gì tùm lum tà la em không biết gì hết, em mệt ghê luôn á. Không nói gì tự nhiên cái tắt máy. Em... anh... em là gái mà nha. Anh chị kêu là anh. Thì hôm qua anh bắt em kêu anh mặc anh. Hôm qua em kêu mặc chị không cho. Hôm qua em ở nhà em ở, anh không qua đây đâu. Gì trời, ôi em không có giỡn đâu nha anh Phương. Giờ anh muốn em kêu anh là cái gì? Chị ơi em là bạn với mà. Ủa mà không em nói ra đây. Là sao? Rồi anh Phương mà chị là... chị nói đi. Sao? Dạ trời chết chết quá. Chị bao nhiêu tuổi, chị lớn em nào vậy? Chị là cái gì của Vi? Em Hiền nè. Trời anh Phương. Anh Phương gì trời, tôi là con gái mà anh Phương gì? Khùng á. Thấy mặt bằng gì em biết kêu bằng cái gì luôn á. Nhưng mà chị lấy cái gì? Bây giờ anh đang giỡn với em đúng không? Thôi em không giỡn nè. Giỡn hoài em mệt ghê luôn á. Em không biết gì luôn rồi đó.
em là bạn Vi mà giỡn gì, hồi nào hôm qua em đâu qua nhà này đâu. Chị bị gì á? Nhưng mà em hỏi chị là cái gì của Vi? Sao em không biết? Em hỏi của Vi, em là Hiền nè. Trời đất ơi. Chị bao nhiêu tuổi? 20. 20. Hôm qua anh hỏi em luôn rồi đó. Nhưng mà em là con gái mà sao chị kêu em là anh? Trời ơi. Sao hôm qua anh bắt em kêu? Bà mạnh quá nha, em không có giỡn nha, em ép chị Vi á. Bà Vi này gọi chết tự nhiên không có gì cái tắt máy luôn à. Mọi người là nhỏ hơn tôi hả? Vậy là em họ của Vi hả? Lên đây hồi nào vậy? Ừ, cái nốt này giống cũng giống anh Phương lá xích nè. Vô bộ quá. Thì em là em bé Hiền nè. Chị nói tên gì? Hả? Chị nói tên gì? Hiền. Bé Hiền. Cái gì anh gì đó? Anh Phương lá xích. Anh gì? Chị mới nói cái gì anh gì? Anh Phương lá xích. Là anh em hả? Sao chị biết anh em? Anh hả? Là sao? Là anh đó, anh Phương Classic là anh của em. Ủa sao giống nhau dữ vậy? Bộ không phải anh của này hả? Ê là phải anh thì con sao giống y chang luôn á, không có khác gì luôn á. Chỉ khác nhau cái outfit ở ngoài thôi đó. Ủa thì em với ảnh là anh em chị em sinh đôi. À, anh Phương là chị sinh đôi của em. Ủa chị lớn hơn em đúng không? Lớn hơn. Ủa, nhưng mà tự nhiên em rối não quá không? Là chị là em gái của anh Phương Classic. Rồi giờ anh... Ủa gì vậy trời. Thôi nha, chị không hay là em không giỡn nha anh nha. Chứ giống gì mà giống dữ hả? Chứ nãy giờ chị nói gì em không hiểu gì luôn á. Hôm qua em đâu có qua đây đâu. Hôm qua em ở nhà em làm mà. Ý là giống y chang luôn, có khác cái gì, chỉ khác là cái không có cái nón cối gì bộ đồ. Ủa thì đúng rồi chị, tại vì chị em xin lỗi em với ảnh là chị em xin lỗi mà. Thôi em không tin đâu, anh giỡn với em đúng không? Không tin gì trời. Chị có gì chứng minh không chứ giờ nói thôi xem tin được, tự nhiên giờ ở đâu chị biết đầu quá em chết với trời. Gì chị kêu em chứng minh vậy, không biết chứng minh gì đâu. Tại vì thiệt ra là gì nè, là em có một người chị em xin lỗi nữa, nhưng mà là tại vì á là kiểu như là ảnh lớn lên đó rồi ảnh biết là mình kiểu mình nhận ra là mình thích con gái đó. Rồi cái xong rồi cái từ từ cái ảnh thay đổi kiểu ăn mặc, rồi ảnh thích con gái, rồi ảnh kiểu đổi tên để cho kiểu người ta phân biệt ra đồ này kia đó chứ. Em và anh là chị em sinh đôi thiệt. Ê, nhưng mà hai người giống y chang luôn á. Trời ơi, chị em sinh đôi là phải giống hả? Giống luôn hả? Giống với họ luôn, giờ em không phân biệt được là ai với ai. Vì ý là bây giờ em không biết là thiệt không hay là... Em không biết, nhưng mà hồi đó có nhiều người cũng đâu nhận ra đâu. Xong rồi kể từ lúc mà ảnh kiểu như ảnh chấp nhận rồi đó, ảnh kiểu ảnh không ao rồi đó, rồi cái ảnh mặc đồ này, cái từ từ người ta cũng nhận ra. Mà ông qua đây làm gì? Muốn qua đi chơi, ngủ ở đây nè. Sáng không mới đi luôn á. Ngủ gì đây trời? Ủa ông nói giờ đâu có nói chuyện với Vi đâu, ngủ đây vậy? Ủa ông quen chị hả? Nghe em có biết ở lại đâu. Quen chị Vi mà. Cái gì quen chị Vi? Tối qua đi. Tào lao. Ủa? Ông với Vi còn nói chuyện chưa được 10 câu nữa đó. Ủa vậy chị biết gì nè? Biết vụ gì? Mà không ông qua đây làm gì? Không biết gì hết nha, tôi có nhiều chuyện không biết gì hết anh à. Chị nói em nghe con làm sao? Ủa là ý là chị đâu biết là anh Phương quen chị Vi hả? Anh Phương quen chị Vi? Anh Phương quen chị Vi thì anh Phương quen chị Vi thì có gặp mà quen biết bình thường thôi, cái gì đâu. Ủa, anh ngủ đây với chị Vi mà. Cái gì? Không biết hả? Trời đất má ơi. Không biết hả? Hôm qua hai bà ông bà ì đùng ì chém em ngủ không được luôn á. Xong rồi em đòi ra đây ngủ cái ông Phương không cho. Xong cái hồi ông kéo bà Vi ra đây nằm. Trời, sáng ra nguyên bãi chiến trường em dọn thấy bà nội. Chị không biết gì hết hả? Chị Vi giấu hả? Anh Phương ơi làm gì? Thì qua ngủ với bà Vi đó trời. Ê đùng ì chém luôn, người em ngủ không được luôn em. Phương với con Vi đó giờ có nói chuyện chưa được 10 câu anh ngủ cái gì? Chị em đâu biết đâu. Phải anh Phương em không? Anh Phương classic, đội cái nón tối màu xanh đó.
Ờ thì đó, y chang em luôn chứ có khác gì đâu bây giờ nãy giờ. Ủa không, chị lớn hơn em đúng không? Để nãy giờ em kêu loạn xả hết trơn. Ờ đúng rồi, em... Vậy em kêu bằng chị. Ờ chị kêu đại đi. Nhưng mà sao nữa? Thì vậy đó. Nhưng mà... Rồi bây giờ anh đâu? Về sáng rồi. Nhưng mà ổng kỳ lắm nha. Ý là em biết là... Em không biết là ổng quen chị Vi là ổng thiệt lòng hay không mà. Sáng ổng còn gạ em nữa đó. Cái gì? Là hồi tối hôm qua là ổng đã đi vô, ổng gạ em, ổng đòi ngủ. Ổng đòi ngủ giữa, ừ lúc đầu là nằm trong phòng, ổng đòi ngủ ở giữa. Em sỏ quá, em bay qua em ngủ với chị Vi. Xong một hồi sau cái ổng với chị Vi ra đây nằm, thì ổng vô, ổng còn hả đòi lên giường nằm với em á. Em sợ em la làng luôn á. Xong sáng ra cái hả em chuẩn bị đi làm cái ổng... Thiệt, em nói thiệt trời. Ổng cà dê, cà gạ, em sợ ổng chết luôn. Ổng gạ chị không? Ờ, cái hồi nãy em về em thấy cho nên em thấy chị nên em hết hồn quá. Trong đầu em còn ghim ổng mà. Ủa chị không biết gì hết hả? Không biết ổng quên quen chị Vi hả? Ê, em nói rồi, nó vào Vi nó chửi em sao ta? Chết à? Ê, đừng nói em nói nha. Em biết gì hết nha. Em kể em mà. Trời em không biết đâu. Ủa, người nghe ông vai trời. Còn ai có gì hả? Ủa gì chứ đó giờ ổng... Ủa ý là chị biết ổng con gái rồi đúng không? Chứ chị đâu biết là quen chị Vi hả? Thì đi ăn bình thường thôi mà, đâu có vụ gì mà thích đâu. Trời ơi, vậy là hai ông bà quen lén xương chị rồi. Trời, có vụ này luôn hả? Thì chị không biết gì đó, làm quen lén chứ còn gì nữa. Cái ông nội này ha. Giấu luôn nha. Quá. Mà em sợ là ổng không thương chị Vi thiệt á nha. Sao vậy? Chứ sao ổng gạ em? Hay ổng giỡn, em đâu biết, ý là em sợ ổng lắm. Sao vậy? Thì đúng hả? Dạ. Ổng làm gì? Ổng làm gì em? Ổng cứ gạ xong rồi hả? Ý là ổng nói là ừ, trước khi em đi làm còn vỗ đít em cái nè. Trời ơi, sợ ổng chết. Chứ sao? Sợ ổng chết luôn á. Sao tự nhiên vỗ đít chị? Thì bởi em mới nói là ủa sao ổng đang quen chị Vi. Em còn chưa kể chị Vi nghe á, em sợ. Sợ... Ý là sợ chị Vi buồn, hay là sợ không biết chị Vi có la ổng không, cho nên em chưa kể. Mới kể chị đừng kể lại nha. Để từ từ em kể. Ừ. Ủa là nãy chị qua đây chị Vi biết không? Ủa bình thường em vẫn qua đây chơi mạnh. Ờ. Ủa rồi nãy em đang gọi em mới hỏi thôi là bà tắt máy rồi, bà không nói gì nữa. Tại hồi nãy em tưởng đâu là anh Phương ổng bày trò. Bày trò gì? Ý là em tưởng đâu anh Phương ổng giả bộ mặc váy ổng ghẹo em. Trời ơi, ổng không khi nào mặc váy. Ổng là đại chị luôn nha. Vậy hả? Ừ. Hồi xưa ép ổng bộ. Con nào vậy? Mày vô đây. Sao nãy em đang gọi chị bị tắt máy à? Đi vô đây. Mày chết với tao. Gì đó? Mày với anh tao có cái gì? Thì gì nữa? Mày tại sao? Tại sao hôm qua anh tao qua đây làm gì? Chuyện hả? Phù gì? Anh tao qua đây làm gì? Phù gì á? Gì hiệp? Dạ. Không có vụ gì hết. Mày với anh tao có cái gì? Cái gì? Mày giấu tao hả? Chuyện gì? Tao biết hết rồi, mày với ảnh ha. Dạ giờ hết trước mặt tao không nói chuyện rồi bây giờ mày nó không quen gì nữa. Là sao? Thì tao biết thì mày với ảnh có gì tự mày hiểu chứ. Thì mày nói gì á? Không nói gì đâu, nói nãy em tưởng đâu chị này là anh Phương. Chị này là anh Phương là sao? Ý là nãy em tưởng đâu chị này là anh Phương classic. Mày cần mày đúng được. Mày đúng được giờ mày khỏi. Tao biết hết rồi nha. Cái gì? Điên hay gì á? Biết mày với anh tao này kia. Mày kia là sao? Mày kia tại là sao? Tại sao hôm qua ổng lại qua đây làm gì cho mày? Trong khi đó ổng với mày nói chuyện chưa tới 10 câu với nhau mà ổng qua đây ngủ với mày là sao? Qua đây làm gì mày hỏi ổng? Tự nhiên hỏi ổng. Tại tao muốn hỏi mày. Tao không biết. Mày không biết đâu. Mày không biết. Tao biết hết rồi. Mày đừng có chối. Mày đừng có diễn ai nữa. Mày đừng có diễn nữa. Diễn cái gì? Hả? Tự hỏi em đi. Có gì hả? Vậy chị hỏi. Thì tại em lộn là anh Phương thì em mới nói hôm qua anh Phương ngủ ở đây. Mời hả? Chứ nhìn cái trang em có phân biệt được đâu. Mày đặt dấu này. Mày nói cái gì? Nói
hôm qua anh Phương classic ở đây. Ở đây thì sao? Thì em nói ngủ ở đây với chị thôi, em nói gì đâu. Biết rồi ha, không biết đâu là thật đó là giả. Đi ăn thì kiểu không nói chuyện đồ này kia ha, xong rồi sau lưng đồ. Quá trời rồi. Lao giấu tất cả tao. Giấu cái gì? Hai đứa còn ngủ chung với nhau nữa, tò te thú tí rồi ha. Hèn chi hôm qua nó không về nhà, tao đã hỏi nó đi đâu, nó nói là đi chơi với bạn. Đó. Để nó cái gì vậy? Thì ra đi chơi với anh bạn. Chị là anh Phương. Anh nói cái gì tào lao kìa? Chị qua Phương ngủ đây mà. Thấy chưa? Ngủ sao? Mày chối ra đi. Chối cái gì? Mày chối ra đi, em mày nói. Ủa thì con bình thường nó đi đâu? Con nít không có biết nơi nó dối à. Thì bình thường. Bình thường vậy? Mày, anh tao đó giờ có nói chuyện với mày không mà tự nhiên mày cho qua đây ngủ. Mệt quá đi. Mày gì mày đừng có đánh trống lảng với tao. Tao biết rồi đó. Chị Phi cũng thích gái. Không biết thích gái không mà ngủ anh tôi. Cô mà biết chắc cô la chết. Mẹ nó khó lắm mà. Ủa chứ sao bây giờ mới biết chắc bà sốc lắm á. Mà em suy nghĩ từ hôm qua giờ em biết có nên nói không. Ừ vậy sao vậy? Chắc không nói đâu. Ý là em không có kỳ thị. Không có kỳ thị em không có nói. Nhưng mà ý là em sợ cô có biết có buồn thôi à. Mà có nên nói không? Là hôm qua giờ em cầm điện thoại lên mấy lần mà không biết là nên kể không. Mà kể chắc bà chủ em chết luôn. Chắc sao có giờ em kể hụt mấy lần kỳ lắm. Bà chủ em mất rồi mà. Không biết sao mà. Bây giờ nói là thử coi, coi có cách gì biết không? Nói với mẹ chị hả? Ừ. Em sợ quá. Em hay mét thiệt nhưng mà em cũng biết sợ. Nói anh chị à. Nói coi con người lớn tính sao? Ủa mà nó biết rồi cũng đâu có cho cứu đâu tính gì. Thì kiểu nha. Em gọi mẹ chị cái... Nhưng mà nhà chị có cho. Nhà chị bình thường mà. Ủa gì hả? Hả? Em gọi cho cô nha. Gọi cô nha. Coi vài bữa coi sao. Tại vì biết cô phải quen lâu rồi nha. Em nghe cách nói chuyện biết hai người này quen lâu rồi nha. Vậy hả? Hôm qua, chỗ hôm qua ông Phương cũng quen với em đó chứ. Ông tưởng đâu em bồ nhí của chị Vi. Vậy hả? Ừ, trời ơi, ổng cứ, trời ổng làm thế kia lắm. Ổng la em hoài luôn á. Nhỏ này, nấu cơm, dọn dẹp cho biết nghe chưa. Trời ổng làm em sợ muốn chết luôn, em run hết trơn luôn á. Ủa, ổng thấy ghê lắm, ở nhà ổng có không dữ không? Cũng có. Cũng hay la chị vậy đó. Trời ơi, ổng chết. Ổng nói là nhân tình của ông Phi đúng không? Má thôi, nó nhân tình gì má, tự nhiên tên gái nhân tình. Ôi hết hồn trời, sợ ông chẳng vậy luôn hả? Ông làm thấy ghê lắm kìa. Ông nói chị Vi là tôi nói cho em biết nghe chưa. Gì em đừng có mà giấu sau lưng tôi gì tùm lum hết trơn á. Bởi vì con rén luôn. Mà thôi, nói chung là kệ đi. Nếu kệ chưa muốn cho em biết gì. Mà thôi, chị đừng có gọi mẹ Vi nha. Đừng có mét nha. Để mất công mà hay anh em mà biết đừng có là lớn chị luôn. Chị cũng biết cái tính của ông rồi. Vì em mà không cản không được là không ai cản được luôn. Chắc để vài bữa rồi em mới gọi. Đừng cứ gọi luôn. Ổng mà biết là một cái lỡ mẹ chị Vi biết. Thôi, đừng. Ổng mà biết là một cái hay là không biết chuyện gì xảy ra chị luôn đó. Thiệt. Chị đi, đừng với nói gì chưa. Dạ.